chúc mừng tuổi Tý, cực đỏ, cực may, tiền tài phất mạnh, đổi đời giàu có trong năm Giáp Thìn 2024. Chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Mệnh Tài Lộc ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón những ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Quý anh chị và các bạn thân mến, chấp nhận sự thua luôn là một điều khó làm. Chấp nhận rằng mình đã mất, chấp nhận rằng mình kém cỏi, chấp nhận rằng mình chủ quan không đủ kiến thức, hay chấp nhận rằng do mình lười biếng hành vi trình màng. Ít người dám thừa nhận sự thua của bản thân mình. Nên chúng ta đổ tại đời, chúng ta đổ tại người, chúng ta đổ tại số, chúng ta trách vận mệnh thiên thời, chúng ta oán ma xui quỷ khiến, nhằm khỏa lấp cái ý tưởng rằng ta giận chính bản thân mình, đã đưa ra sự lựa chọn ngu xuẩn, đẩy cuộc đời ta vào những hoàn cảnh chông gai. Nhưng thực ra trên con đường làm lại, hoặc trên con đường khắc phục thiệt hại, hoặc trên ngã rẽ mới của cuộc đời, dù bạn ở tuổi 30, 40 hay 50, thì việc tự vấn lại hành vi của bản thân, chấp nhận sự thua mình đã có, là điều đầu tiên chúng ta cần phải làm nếu muốn thật sự thoát khỏi quá khứ, lột xác ở hiện tại và hoàn mỹ cuộc đời ở tương lai. Nên lắm lúc gạt bỏ mọi yếu tố khách quan, hãy nhớ dù đúng dù sai, dù thành hay bại, chính bạn là người đã quyết định cuộc đời mình. Sướng thì bạn hưởng, khổ thua đừng đổ tại ai ngoài mình. Chỉ cần nhớ rằng có ai đó ngoài kia đang hạnh phúc với ít hơn những gì bạn có. Thất bại lớn nhất bạn có thể gặp phải trong đời là mắc phải sai lầm không bao giờ cố gắng. Không một ai sẽ mang hạnh phúc đem cho bạn, mà chính bạn phải ra ngoài kia và tự mình giành lấy nó. Đó là lý do vì sao bạn ở đây, để chế ngự, để chinh phục cả thế giới và cả chính bản thân bạn. Bước sang năm 2024 này, tuổi Tý nhận được sự nâng đỡ mạnh mẽ của tam hợp thái tuế. Năm 2024 hứa hẹn mang đến những thay đổi tích cực cho những người tuổi Tý. Mặc dù đối diện với năm tam tai cuối cùng, nhưng sự hỗ trợ từ vị thần thái tuế giúp con giáp này vẫn hái được những thành công đáng kể. Vậy để tìm hiểu rõ hơn, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu chi tiết tử vi của tuổi Tý trên từng phương diện cụ thể dưới đây. Trước tiên hãy cùng tìm hiểu tính cách của người tuổi Tý. Chuột là con vật dưỡng đầu tiên trong số 12 con giáp, đại diện cho sự quyền lực, thông minh và nhanh nhẹn. Những người tuổi Tý dù trong hoàn cảnh nào họ cũng có thể thích nghi một cách nhanh chóng, càng khó khăn họ càng tỏa sáng. Đa số những người này thường rất thành công trong cuộc sống. Dù đi lên từ hai bàn tay trắng nhưng họ có thể trở thành người quyền lực và giàu có. Tuổi Tý khá cẩn thận và nghiêm khắc trong công việc. Nếu trở thành người lãnh đạo, họ sẽ giám sát nhân viên của mình rất kỹ càng. Không một hành động sai trái nào có thể lọt được qua tầm mắt của người này. Họ tuyệt đối không thích ương định và không bao giờ hợp tác với những người lười biếng, há miệng chờ sung. Họ không bao giờ chi tiêu một cách hoang phí. Trong mắt mọi người, tuổi Tý rất cẩn thận và chặt chẽ, chẳng ai có thể lấy đi bất kỳ thứ gì của họ. Tuổi Tý rất kín đáo, nếu là những chuyện bí mật, họ sẽ không chia sẻ ra bên ngoài. Những người này sống giàu tình cảm, họ yêu thương, quan tâm, chăm lo hết mực cho gia đình của mình. Dù rất bận với công việc nhưng họ luôn biết cách sắp xếp thời gian để bên cạnh gia đình, tận hưởng không khí ấm áp, hạnh phúc. Tuổi Tý nhanh nhẹn thích nghi với sự thay đổi của hoàn cảnh. Làm công việc gì họ cũng nhất định phải đạt được thành công như ý mới thôi. Tuổi Tý tuyệt đối không để mình thua kém một ai. Đôi khi những tham vọng về công danh, địa vị, tiền bạc khiến cho những người này trở nên thực dụng trong mắt mọi người. Trong các cuộc cạnh tranh, tuổi Tý luôn là đầu tiên giành được vị trí chiến thắng. Dù đối thủ có mạnh đến cỡ nào họ cũng sẽ cố gắng chinh phục. Họ thích thử thách sức mạnh của bản thân bằng cách đối đầu với nguy hiểm. Những việc mà không ai dám làm thì tuổi Tý lại sẵn sàng tiên phong. Điều đó khiến họ đạt được thắng lợi vẻ vang nhưng cũng có khi khiến họ vấp phải thất bại nặng nề. Chỉ cần là lĩnh vực tuổi Tý yêu thích, họ sẽ cố gắng phát triển, thể hiện tài năng của bản thân và quyết tâm đem về cho mình sự thành công. Càng khó khăn, gian nan, người này càng kiên trì, tỏa sáng. Họ không những được mọi người yêu quý mà còn khiến ai ai cũng kính trọng, nể phục tài năng của mình. Tuổi Tý giỏi trong việc kiếm tiền nhưng họ không chi tiêu hoang phí, ngược lại còn rất tiết kiệm. Họ là những người cởi mở, thân thiện trong cuộc sống, luôn tốt bụng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có khả năng điều khiển cảm xúc, hành động của bản thân,
không bao giờ mất tự chủ trong nóng giận, bởi vậy họ xây dựng được nhiều mối quan hệ thân thiết, gắn bó. Tuổi Tý có khả năng điều khiển được cảm xúc và suy nghĩ của bản thân, tự chủ và cẩn thận là hai tính cách tiêu biểu nhất của họ. Họ có rất ít bạn nhưng những người bạn đó thật sự chất lượng, đáng trân trọng. Theo đuổi một cuộc sống giàu sang là mục tiêu chính trong cuộc sống mà tuổi Tý muốn hướng tới. Những người tuổi Tý thường có cuộc sống giàu có, không sợ thiếu thốn nhưng họ luôn tạo cho mình thói quen chi tiêu tiết kiệm, vừa phải. Dù rất cẩn thận nhưng đôi lúc mất cảnh giác, tuổi Tý bị kẻ xấu lợi dụng, lừa gạt tiền bạc, tài sản. Theo dõi tổng quan về tử vi của tuổi Tý trong năm 2024 cho thấy, những ai cầm tinh con chuột sẽ có một năm khá thuận lợi và nhiều bất ngờ theo hướng tích cực. Tuổi Tý vốn là người cầu tiến và chăm chỉ. Một khi gặp thời vận tốt, bạn sẽ biết cách phát huy hết khả năng, thế mạnh và đạt được thành tích xuất sắc hơn hẳn những người xung quanh. 2024 sẽ giúp bạn có được cuộc sống nhẹ nhõm hơn 2 năm vừa qua. Sự nghiệp hanh thông, khá thuận lợi, đường tình rực rỡ. Tuy nhiên, cần chú ý cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi dù năm tới sẽ rất bận rộn, sôi động. Trong khi làm việc chăm chỉ, bạn cũng nên cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và bạn bè. Tận hưởng tình yêu và đắm mình trong vòng tay của gia đình, bạn bè. Bên cạnh đó, Tý là con giáp có đặc điểm khôn ngoan, có khả năng lãnh đạo và cực kỳ chăm chỉ. Những phẩm chất tốt đẹp này sẽ giúp những người tuổi Tý đạt được nhiều thành tựu trong năm 2024. Bước sang năm này, tuổi Tý có nhiều biến động theo chiều hướng tích cực. Được cục diện tam hợp che chở nên những vận xui trong năm cuối phạm tam tai sẽ được hóa giải phần nào. Tuy nhiên những người tuổi Tý vẫn nên có sự thận trọng trong suy nghĩ, hành động, lời nói, chớ nên chủ quan để giữ may mắn trong tất cả các lĩnh vực. Vận trình sự nghiệp có sự góp mặt của tam hội cho thấy bản mệnh sẽ gặp được nhiều may mắn trong công việc. Con giáp này cảm thấy tự tin và không còn phải nghĩ ngợi quá nhiều. Lúc này tuổi Tý hoàn toàn có thể tận dụng các cơ hội. Nếu có thể khéo léo hơn một chút bạn sẽ có thêm rất nhiều mối quan hệ làm ăn tốt đẹp. Ngoài ra, người tuổi Tý nhận được sự hỗ trợ từ gia đình và bạn bè. Những người có khả năng hỗ trợ và quan trọng hơn là sẵn sàng giúp bạn trong năm nay. Bạn chỉ cần nhấc điện thoại lên và đề nghị giúp đỡ. Thanh niên tuổi Tý hay những người còn đi học sẽ được hưởng lợi nhiều trong năm nay. Cuộc sống xã hội hết sức sôi động. Cơ hội tốt có thể xuất hiện từ những cuộc gặp gỡ trong năm nay. Vì vậy kể cả nếu lịch làm việc đã kín, vẫn nên bố trí thời gian gặp gỡ bạn bè. Tài lộc của người tuổi Tý trong 2024 ở mức khá. Bạn sẽ có nguồn thu nhập ổn định, đời sống vật chất dư giả, không phải lo cảnh thiếu thốn hay đói khát. Nếu làm kinh doanh, công việc tốt giúp bạn tăng trưởng doanh thu khá nhiều. Bạn cũng sẽ có vài vận may bất ngờ liên quan đến đầu tư, hùn hạp. May mắn hơn nữa, sự xuất hiện của thực thần giúp con giáp này đón nhận khá nhiều dấu hiệu tốt lành về phương diện kinh doanh buôn bán. Bản mệnh có được cảm hứng rất tốt dành cho công việc nên mọi chuyện đều dễ dàng. Ngoài ra đồng nghiệp có thể giúp tuổi Tý hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao bằng sự kết hợp hài hòa và rất ăn ý. Năm 2024 này, bản mệnh dễ thu về một số thành công nhất định, giúp đường tài lộc rộng mở. Người kinh doanh đầu tư vào lĩnh vực mới sẽ thu được thắng lợi bước đầu, tạo ra động lực lớn để bản mệnh thêm vững bước trên những chặng đường phía trước. Tình yêu sẽ là điểm nhấn đáng chú ý nhất của tuổi Tý trong năm Giáp Thìn. Nếu còn độc thân, bạn cần trở nên tự tin và can đảm hơn. Nếu gặp được người mình thích, hãy chủ động tỏ tình, bằng không bạn sẽ bỏ lỡ một đối tác tuyệt vời. Năm 2024 sẽ đãi ngộ bạn bằng những màn đụng chạm vừa tình cờ vừa bất ngờ với những nhân vật chất lượng và đúng gu. Do đó, hãy năng tương tác và kết nối xã giao để gặp được người trong mộng sớm nhé. Tuy nhiên, sức khỏe của người tuổi Tý trong năm mới lại không được tốt cho lắm do ảnh hưởng của ngũ quỷ hung tinh ở bên. Bạn có thể sẽ phải lưu ý hơn về một số bệnh nền trước đó hay các vấn đề liên quan đến chấn thương. Hãy quan tâm hơn tới sức khỏe của người thân trong nhà, nhất là bố mẹ. Hãy đưa họ đi thăm khám thường xuyên, bởi người thân của bạn có thể sẽ gặp vài bệnh nan y hoặc trọng bệnh, cần được chẩn đoán sớm. Đánh giá chung cho thấy năm 2024 có thể sẽ có một vài trở ngại nhưng bằng sự nhanh nhẹn và nỗ lực của mình người tuổi Tý sẽ vượt qua để tiến bộ. Thành công có thể nhanh chóng tìm thấy nếu người tuổi chuột linh hoạt hơn và sẵn sàng vượt qua những vấn đề này. Tuổi Tý thân mến, trong mọi phương diện của cuộc sống,
mỗi chúng ta đều phải có dũng khí để đứng lên cất tiếng nói và cũng cần nó để ngồi xuống và lắng nghe. Đừng bao giờ đóng sập mọi cánh cửa vì có thể bạn sẽ muốn quay lại. Người quân tử tranh cãi để tìm chân lý, kẻ tiểu nhân tranh cãi để giành hơn thua. Trong bước đường thành công, không có bước chân của kẻ lười biếng. Điều hạnh phúc nhất trên đời chính là tình bạn, và hạnh phúc nhất trong tình bạn là có một người bạn thân cùng chia sẻ với mình. Vừa rồi trên đây là tổng quan về tử vi của tuổi Tý trong năm 2024. Tiếp theo là phương diện sự nghiệp của tuổi Tý trong năm 2024. Tử vi tuổi Tý 2024 mang đến những biến đổi lớn trong sự nghiệp. Nhờ cát khí tốt đẹp từ tam hợp, có nhiều bước tiến đáng kể nhưng cũng đồng thời đối mặt với một số thách thứ nhóc trong sự nghiệp. Do đó, sự kiên trì và không ngại gian khổ sẽ giúp bạn vượt qua mọi sóng gió và dễ dàng nắm bắt cơ hội để vươn lên. Năm 2024, bạn sẽ trải qua quá trình thoát khỏi tình trạng khó khăn trước đó trong sự nghiệp và giải quyết triệt để nhiều vấn đề bất trắc. Tuy nhiên, ảnh hưởng của tam tai nhắc nhở bản mệnh vẫn có những rủi ro có thể xảy ra trong công việc của con giáp này nếu thiếu sự kiểm soát. Sống tùy hứng thì người tuổi Tý cũng có thể bỏ lỡ những cơ hội thăng tiến, phát triển tốt trong tương lai của mình. Bản mệnh nên lập ra kế hoạch cụ thể, rõ ràng cho từng bước đi của mình. Bên cạnh đó, những người đang tìm kiếm việc làm thì nên tích cực học hỏi. Nâng cao kinh nghiệm sẽ giúp bạn hòa nhập môi trường mới nhanh chóng. Đối với người đang đi học, tăng cường khả năng sáng tạo trong học tập và luôn nỗ lực chăm chỉ là chìa khóa cho sự thành công trong năm này. Người tuổi Tý có thể thở phào nhẹ nhõm trong năm này. Sự xuất hiện của tam hợp và các cát tinh khác khiến cuộc sống của bạn trở nên ngọt ngào hơn nhiều. Năng lượng của tam hợp sẽ lấn át những khó khăn mà sao ngũ quỷ của năm gây ra. Nếu kiếm tiền là điều bạn quan tâm nhiều nhất lúc này thì đây chính là thời điểm thuận lợi để đi theo hướng đó. Tuổi Tý có tài vận tốt trong năm nay nên có thể cho phép mình mạo hiểm một cách có tính toán trong đầu tư. Năng lượng của năm cũng rất thuận cho các học sinh, sinh viên tuổi Tý. Vận sự nghiệp cũng tiến triển thuận lợi khi có chính tài trợ mệnh, bạn tin vào khả năng và trực giác của mình, sẵn sàng nhìn nhận, tiếp thu những điều mới mẻ. Nhờ vậy mà hiệu suất làm việc nâng cao. Lúc này người tuổi Tý nên nhanh chóng nắm bắt và tận dụng tốt những gì đang có để phát triển sự nghiệp tốt hơn. Trong công việc, người theo đuổi niềm đam mê của mình có thể đạt tiến bộ lớn. Quan hệ xã hội của bạn được cải thiện đáng kể. Nếu bạn muốn tiếp cận ai đó để nhờ giúp đỡ, tìm kiếm ý tưởng hay chỉ đơn giản là để mở rộng quan hệ, hãy hành động ngay. Lúc này người tuổi Tý tỏ ra năng động, năng lượng tích cực từ bạn sẽ thu hút được nhiều người. Ngoài ra, đầu óc người tuổi Tý lúc nào cũng bận rộn, luôn suy nghĩ tìm tòi những ý tưởng mới và đây là lúc bạn có thể tự tin chia sẻ chúng, đưa chúng vào thực hiện. Thiên tài giúp mang lại tiến bộ trong tất cả những việc bạn dồn tâm huyết. Đừng ngại trình bày các ý tưởng của mình, hãy phát biểu nhiều hơn trong các cuộc thảo luận và bắt đầu giành lấy vai trò người dẫn dắt. Không cần khiêm tốn giả tạo, các đồng nghiệp cũng sẽ được hâm nóng nhờ lửa nhiệt tình nơi bạn. Một vài trở ngại nho nhỏ có thể xuất hiện, nếu biết giữ thái độ lạc quan, kết quả cuối cùng vẫn sẽ rất tốt đẹp. Công việc năm nay khiến người tuổi Tý hài lòng, bạn cảm thấy hạnh phúc, sáng tạo. Các ý tưởng tới nhiều và rất nhanh, nhưng điều quan trọng hơn là chúng được đồng nghiệp, cấp trên nhiệt tình tiếp nhận. Mọi người thích được làm việc cùng bạn. Tuổi Tý có cơ hội làm quen với người lạ trong công việc và người bạn mới này có thể trở nên quan trọng với bạn về sau. Hãy chú ý mở rộng mạng lưới của mình và gây dựng các mối quan hệ dài lâu. Khi thấy có quá nhiều việc phải làm, hãy tuần tự giải quyết từng việc một. Nếu lập kế hoạch tốt, bạn có thể hoàn thành xuất sắc công việc trong năm này. Vận trình công danh của bản mệnh vô cùng hanh thông, rộng mở khi có chính tài soi tỏ. Nếu giữ vững được phong độ, con giáp này sẽ có những bước tiến mới trong tương lai. Tuy nhiên, để đi được xa người tuổi Tý sẽ cần bước chắn chắn trên mỗi bước đi của mình. Đừng vì một phút chủ quan mà đánh đổ hết công sức bấy lâu. Bạn biết rằng con đường phía trước còn rất nhiều chông gai, song nếu cứ mãi dậm chân tại chỗ, bạn sẽ không bao giờ biết được điều tốt đẹp nào chờ đón mình ở cuối đích. Chính sự tự tin này đã mang về cho bạn không ít thành tựu đáng ngưỡng mộ đấy. Tuổi Tý thân mến, chúng ta hãy tự thân trải nghiệm cuộc sống bằng cách di chuyển và tham gia vào tất cả mọi loại hoạt động. Thách thức sẽ không bao giờ chấm dứt bởi chúng khiến cuộc sống có ý nghĩa hơn. Bạn có thể tưởng tượng một cuộc sống không biết đến lo lắng, sợ hãi và nghi ngờ.
thật vô nghĩa nếu tồn tại ở một thế giới hoàn hảo, bởi nó sẽ lấy đi tất cả động lực của chúng ta. Hãy biết ơn những thứ bạn có ngày hôm nay và sử dụng chúng để đạt được nhiều hơn nữa mỗi khi vượt qua một thử thách trong cuộc sống. Đừng bao giờ ngừng tìm kiếm và học hỏi, bởi đó là cách duy nhất để tận hưởng trọn vẹn sự kỳ diệu của cuộc sống. Tiếp theo là phương diện tài lộc của tuổi Tý trong năm 2024. Một năm tốt lành khi có tam hợp đứng bóng, mở thêm nhiều cánh cửa cho người tuổi Tý, giúp mọi việc diễn ra trôi chảy. Nhiều khi chính bạn cũng không hiểu vì sao bạn nhận được sự hướng dẫn của người nào đó hiểu biết hơn, kinh nghiệm hơn. Hãy đón nhận sự giúp đỡ với lòng biết ơn. Chúng ta đều học được điều gì đó từ những người bước qua cuộc đời mình. Và thời điểm này, tuổi Tý sẽ gặp ai đó có vị thế để giúp bạn thông qua lời khuyên và các mối quan hệ. Cơ hội xuất hiện từ những nơi bạn ít ngờ nhất và có thể đưa bạn tới những nẻo đường trước đó bạn chẳng dám mơ tới. Hãy dang rộng tay đón nhận cơ hội khi chúng đến. May mắn hơn nữa, có chính tài ở bên khiến năm nay trở thành thời điểm rất thích hợp để tham gia một liên doanh mới hai bên cùng có lợi. Bạn hòa đồng rất tốt với mọi người và thích làm việc với những người có cùng mục tiêu. Hãy tìm kiếm người có thể trở thành bạn làm ăn chiến lược để hợp tác. Làm việc với các con giáp tam hợp, thân, thìn hay nhị hợp, sửu là một cách để đón nhận thêm vận may trong năm nay. Đường tài lộc cũng tương đối ổn định. Lúc này tuổi Tý có thể tổng kết lại các khoản đã chi tiêu trong thời gian vừa qua để xem mình chi tiêu đã hợp lý chưa nhé. Nhờ vậy con giáp sẽ này rút ra được kinh nghiệm cho những lần tiếp theo và để bản thân nắm rõ tình hình, cũng như cố gắng phấn đấu hơn trong thời gian tới. Nếu biết chi tiêu tiết kiệm, không vung tiền cho những món hàng không cần thiết, tuổi Tý hoàn toàn có thể nhanh chóng tích lũy được một khoản kha khá, đủ để đầu tư vào những lĩnh vực to lớn, trọng đại hơn trong tu online. Nhờ đó mà bản mệnh có thể cải thiện tình hình tài chính tốt hơn cho bản thân và gia đình. Bên cạnh đó, người làm công việc kinh doanh không cần tỏ ra quá thận trọng trong năm nay. Đây là tháng của hành động. Dù tuổi Tý không phải con giáp ưa mạo hiểm, bạn lục lọi, bạn tích trữ, nhưng bạn sẽ không chơi canh bạc được ăn cả ngã về không. Bản năng duy trì sự sống của bạn là thứ không dễ bị mất, đặc biệt là trong một năm mà vận may phụ thuộc rất nhiều vào may mắn như năm nay. Vì vậy, hãy tự mình tìm kiếm những cơ hội này, và khi tìm thấy chúng, hãy theo đuổi chúng bằng thái độ trung dung, với sự thận trọng đúng mực nhưng cũng đừng quá dè dặt. Ngoài ra, thực thần nâng đỡ giúp vận trình tài lộc cũng có những bước tiến mới. Con giáp này nghĩ ra rất nhiều phương pháp độc đáo khiến ai cũng phải tấm tắc khen ngợi. Thậm chí những kế hoạch đầu tư trước đó của bản mệnh bắt đầu có lợi nhuận thu về. Các khoản thua lỗ cũng dần được bù đắp khiến con giáp này cũng cảm thấy được an ủi phần nào. Người làm công ăn lương tranh thủ thời gian dành để làm thêm kiếm thêm thu nhập. Còn người theo nghiệp kinh doanh có thể tận dụng thời điểm cắt khí lên cao này để tiến hành các hoạt động cầu tài, khai trương, mở rộng quy mô kinh doanh. Hơn nữa, bản mệnh có được cảm hứng rất tốt dành cho công việc nên mọi chuyện đều tiến triển dễ dàng. Lúc này tuổi Mão có thể nhận được khen thưởng hoặc có thêm cơ hội cải thiện nguồn thu nhập của mình. Năm nay, tam hợp mang tới vận may quý nhân phù trợ. Nhân vật này sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời bạn. Tuổi Tý đang tìm kiếm sự thăng tiến trong sự nghiệp có thể bước những bước dài nếu nhận được sự trợ giúp từ quý nhân. Thách thức giúp bạn trưởng thành và năm nay người tuổi Tý gặp rất nhiều cơ hội mới thú vị, đẩy bạn tới giới hạn của bản thân. Tiến xa tới đâu phụ thuộc vào tâm huyết và sức lực bạn đổ vào công việc mình theo đuổi, cũng như cách bạn huy động nguồn lực. Hợp tác với những người khác sẽ cho phép bạn tiến nhanh hơn, vì vậy đừng tìm cách tự mình làm hết mọi việc, hãy yêu cầu giúp đỡ. Đón nhận những lời khuyên và các ý tưởng từ đồng nghiệp, bạn bè. Các liên minh chiến lược hình thành vào lúc này hứa hẹn nhiều điều tốt lành trong tương lai. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của tam tai còn sót lại, nên cảnh báo bản mệnh có thể tiêu hết số tiền mình có chỉ trong chớp mắt. Do đó, người tuổi Tý cần xem xét lại các mối quan hệ xung quanh mình. Đừng quá cả nể, ai nói gì cũng nghe theo, làm theo. Con giáp này có thể trở thành mục tiêu cho những kẻ tiểu nhân lừa gạt khi chúng cần đến tiền bạc. Tuổi Tý thân mến, nói bao giờ cũng dễ hơn làm. Câu nói này nhấn mạnh ra tầm quan trọng của hành động. Lời nói sẽ không biến thành kết quả nếu bạn không đứng lên và hành động. Ý tưởng này vô cùng đơn giản nhưng rất nhiều người trong chúng ta chẳng bao giờ sống theo nó. Hầu hết chúng ta chỉ giỏi đưa ra lời hứa nhưng cuối cùng lại chẳng làm gì để giữ lời hứa đó cả.
Nếu muốn thành công, bạn phải hoàn toàn thoát khỏi thói quen xấu này. Ý nghĩ rằng những lời hứa hẹn là đủ để giữ cho giấc mơ của bạn tồn tại nên được chuyển đổi thành hành động. Đừng chỉ nói, hãy bắt tay vào làm. Tiếp theo là phương diện tình duyên của tuổi Tý trong năm 2020. Vận may quan hệ năm nay rất tốt, cả trong công việc và trong cuộc sống riêng tư. Dù trong tình bạn, tình yêu hay với đối tác làm ăn, mọi sự đều diễn ra như ý. Bạn thích giao tiếp hơn, vòng bạn bè được mở rộng và bạn cảm thấy rất dễ chịu với điều này. Hãy tận hưởng thời gian vui vẻ này, đừng cố gắng luôn là người hoàn hảo. Hãy là chính mình và làm vậy bạn lại càng được yêu mến hơn. Đây cũng là một năm tuyệt vời cho những người tìm kiếm tình yêu và sự lãng mạn. Bạn là người sôi nổi, hoạt bát và có thể trở thành trung tâm của các cuộc hội hè nếu muốn. Nếu bạn tỏ ra quan tâm tới ai đó, tình cảm của bạn sẽ được đáp trả. Người tuổi Tý đang tìm kiếm tình yêu cần thể hiện mong muốn của mình một cách rõ rệt hơn. Nếu đã để mắt tới ai đó thì đừng ngồi chờ người kia tỏ thái độ trước. Bạn là người dẫn dắt các mối quan hệ năm nay, với khả năng kéo bất kỳ ai ra khỏi vỏ kén của họ. Lúc này, ít người có thể cưỡng lại sự quyến rũ của bạn. Ngay khi vận đào hoa khởi sắc, chỉ cần con giáp này tích cực tham gia vào các hoạt động tập thể, cộng đồng có thể mở rộng thêm mối quan hệ với người khác phái. Nếu đã tìm được ý trung nhân thì hãy rủ người ấy cùng tham gia vì trong quá trình sinh hoạt sẽ có dịp để bạn bày tỏ tình cảm đấy. Còn nếu đang trong một mối quan hệ tình cảm, tình yêu của hai bạn sẽ nồng nàn hơn bao giờ hết. Bạn và nửa kia có thể phát triển đến giai đoạn cam kết như đính hôn, kết hôn hoặc chuyển về sống chung, ra mắt hai bên gia đình. Với những ai đã có vợ, chồng, dù cuộc sống hôn nhân ổn định, bạn và nửa kia vẫn không tránh khỏi những lúc thiếu tin tưởng nhau. Để giải quyết chuyện này, trong cuộc sống hàng ngày, cả hai không được giấu giếm nhau bất cứ chuyện gì. Dù tốt hay xấu cũng đều phải kể cho nửa kia nghe để xóa tan mọi hiềm nghi và sự lạnh nhạt. Với những người đã có gia đình cũng nhận được sự vui vẻ hạnh phúc trong tình cảm. Những u ám trong hôn nhân bị xua tan và ánh sáng lóe rạng, tình yêu ngày càng thăng hoa rực rỡ. Tuy nhiên tuổi Ngọ cần chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình để tránh những đánh giá tiêu cực trong thời gian này. Tuổi Tý thân mến, tình yêu đẹp vốn được xây đắp từ hai cá nhân độc lập. Họ đến với nhau, thương nhau và giúp nhau phát huy được những điều đẹp nhất của chính họ mà không phải đánh mất bản ngã của mình. Những người yêu nhau cần trân trọng giá trị và những điều khác biệt của nhau. Dành cho nhau không gian riêng để phát triển những đam mê và năng lực cá nhân cũng là điều vô cùng quan trọng trong tình yêu. Khi bạn vun đắp đủ đầy cho chính bản thân mình, bạn sẽ biết cách vun đắp cho tình yêu của cả hai. Tiếp theo là phương diện sức khỏe của tuổi Tý trong năm 2024. Theo tử vi năm 2024 dự báo thì tình hình sức khỏe của người tuổi Tý không tốt cho lắm do sự ảnh hưởng của Bạch Hổ hung tinh tác động. Bạn có thể mắc nhiều bệnh tật, càng để lâu càng kéo dài. Do đó, để có một sức khỏe tốt hơn thì tử vi khuyên bạn nên tích cực vận động, tập thể dục đều đặn để cơ thể dẻo dai hơn và có sức đề kháng tốt. Ngoài ra, Bạch Hổ hung tinh còn gây ảnh hưởng đến tình trạng thể chất cũng như tinh thần của bạn. Bạn có thể bị đau đầu thường xuyên hơn do chế độ ăn uống không cân bằng và sinh hoạt không hợp lý. Thế nên tháng này bạn nên hạn chế việc tụ tập, ăn uống, nhậu nhẹt. Điều chỉnh lượng thức ăn dung nạp cho tinh thần được thư giãn, xả stress. Nhờ thế, bạn sẽ thấy mọi việc dần tốt lên. Nếu cần thiết, nên tìm đến bác sĩ để được tư vấn. Các vấn đề liên quan đến tiêu hóa, dạ dày có thể xảy ra, khiến bạn rất khó chịu. Để duy trì thể lực tốt, bạn nên tập yoga, thiền định, giúp thể chất khỏe khoắn hơn. Các hoạt động thể chất không chỉ giúp bạn tươi tắn mà còn tăng cường hệ miễn dịch, tránh để bản thân rơi vào tình trạng căng thẳng, mỏi mệt, thiếu sức đề kháng. Các hoạt động thể chất giúp bạn khỏe khoắn, tăng cường hệ miễn dịch và có tinh thần tốt hơn. Nên thận trọng với chế độ ăn uống quá nghèo nàn, gây suy yếu cơ thể. Trong tháng, bạn có thể gặp các vấn đề về tiêu hóa do sự hiện diện của La Hầu, nhưng không có gì trầm trọng. Để cơ thể khỏe mạnh, điều quan trọng nhất là phải ăn uống đúng giờ. Tuổi Tý thân mến, sức khỏe và bình yên là mong muốn giản dị sâu thẳm trong mỗi chúng ta. Đó là sự mong đợi ấm áp và hòa thuận của mỗi gia đình. Người ta thường nói sức khỏe là vàng và bình an là phước lành. Như vậy rõ ràng sức khỏe là vốn quý nhất của đời người. Cho người ta sức khỏe hơn là cho quả cáp.
mời người ta đổ mồ hôi còn hơn mời người ta ăn cơm. Sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần và sức khỏe văn hóa luôn đồng hành cùng bạn trong quá trình trưởng thành và giúp bạn tiến bước trên con đường thành công. Vẻ đẹp của con người nằm ở sức khỏe của họ. Sức khỏe là phòng ở của tâm hồn và cơ thể ốm yếu là nhà tù của cơ thể. Có sức khỏe là có tất cả. Một tinh thần khỏe mạnh nằm trong một cơ thể khỏe mạnh. Hãy trân trọng sức khỏe của mình để rồi sáng tạo và tận hưởng một cuộc sống muôn màu. Bác sĩ tốt nhất là chính bạn. Phương thuốc tốt nhất là thời gian, tâm trạng tốt nhất là sự tĩnh lặng, cách chăm sóc sức khỏe tốt nhất là nụ cười và bài tập tốt nhất là đi bộ. Đối với cuộc sống, sức khỏe không phải là mục tiêu, nhưng nó là điều kiện đầu tiên. Và sau đây là tử vi chi tiết, dành riêng cho từng tuổi Tý trong năm 2024. Tử vi năm 2024 tuổi Canh Tý mệnh Thổ. Sinh năm 1960 tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ. Theo học thuyết ngũ hành, mệnh thổ của tuổi Canh Tý gặp mệnh hỏa của năm Giáp Thìn được tương sinh, hỏa sinh thổ. Thiên can canh tương xung với can giáp, địa chi Tý tam hợp với Thìn. Ở độ tuổi 65, cuộc sống của tuổi Canh Tý có phần thảnh thơi, an nhàn, không còn nhiều áp lực công việc như trước. Đây là lúc bản mệnh có nhiều thời gian hơn quây quần bên con cháu, tâm hồn an nhiên thư thái. Trong năm 2024 này, người tuổi Canh Tý cần chú trọng nhiều hơn đến tình hình sức khỏe của bản thân. Việc giữ gìn một sức khỏe tốt không chỉ quyết định đến mức độ hạnh phúc tuổi già, mà còn để con cháu yên lòng, an tâm làm việc xây dựng cuộc sống. Về tử vi bình giải nam mạng tuổi Canh Tý năm 2024, trôi qua bình yên, không gặp biến cố. Ở độ tuổi này, mệnh chủ chỉ nên duy trì những công việc nhẹ nhàng, để cơ thể khỏe mạnh và giảm cảm giác hụt hẫng của tuổi già. Chớ nên ôm đồm nhiều việc mà tổn hại thân thể. Về tử vi bình giải nữ mạng tuổi Canh Tý năm 2024, được bình an, hạnh phúc. Đây là khoảng thời gian mệnh chủ nên quan tâm nhiều hơn tới gia đình, phụ giúp con cháu công việc nhà, lùi về sau hỗ trợ, cổ vũ con cái phát triển. Có như vậy thì gia đạo mới êm ấm, mở đường cho phúc khí, tài lộc gõ cửa. Tử vi năm 2024 tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 mệnh Mộc. Theo học thuyết ngũ hành, mệnh Mộc của tuổi Nhâm Tý tương sinh với mệnh Hỏa của năm Giáp Thìn, Mộc sinh Hỏa. Thiên can Nhâm tương sinh với can Giáp, địa chi Tý tam hợp với Thìn. Tổng quan lá số tử vi của tuổi Nhâm Tý trong năm 2024 được đánh giá là rất đẹp. Các yếu tố về mệnh ngũ hành, thiên can, địa chi đều hòa hợp. Điều này dự báo cuộc sống của tuổi đương số sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi trong năm này. Bước sang tuổi 53, các phương diện công việc, gia đạo của tuổi Nhâm Tý đều được như ý, hạnh phúc. Cuộc sống có phần thảnh thơi hơn khi con cái đã dần trưởng thành, nhờ vậy mệnh chủ cũng bớt lo toan, đời sống tinh thần có nhiều niềm vui hoan hỷ. Về tử vi nam mạng tuổi Nhâm Tý năm 2024 gặp được nhiều may mắn, tiền đồ rộng mở. Tuy vậy, mệnh chủ vẫn cần chú ý chăm sóc sức khỏe của bản thân, hạn chế làm việc quá sức để giữ đời sống tinh thần được thảnh thơi, an lạc. Về tử vi nữ mạng tuổi Nhâm Tý năm 2024 nhìn chung được bình an, hòa hợp. Gặp sao chiếu mệnh, vận hạn xấu thì đó là lời nhắc nhở để nữ tuổi chú ý tu dưỡng bản thân, gìn giữ phẩm hạnh, chớ nên lo lắng mà tổn hại đến tinh thần. Tử vi năm 2024 tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984. Tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 mệnh Kim. Theo ngũ hành, mệnh Kim của tuổi Giáp Tý có mối quan hệ tương khắc với mệnh Hỏa của năm Giáp Thìn, Hỏa khắc Kim. Thiên can Giáp gặp Giáp được bình hòa, địa chi Tý tam hợp với Thìn. Nhìn chung, cuộc sống của người tuổi Tý 1984 trong năm 2024 có phần ổn định, không nhiều biến động. Có thể nói đây là giai đoạn sự nghiệp đã chín muồi và đạt được những thành quả nhất định. Tiền bạc, kinh tế đã không còn là nỗi lo toan của tuổi Giáp Tý. Thay vào đó, tuổi Giáp Tý nên chú ý tới việc chăm sóc sức khỏe của bản thân và cải thiện đời sống tinh thần. Suy nghĩ tích cực, giữ tâm hồn an nhiên, thảnh thơi sẽ giúp cuộc sống của mệnh chủ tươi đẹp, hạnh phúc hơn. Năm 2024, nam mệnh nên hướng về gia đình nhiều hơn, tận hưởng niềm hạnh phúc đến từ những thứ bình dị nhất. Ở độ tuổi này, nam tuổi Tý cũng sẽ giảm đi những mối quan hệ xã hội bên ngoài,
dành thời gian nhiều hơn cho người bạn đời, cha mẹ. Vì suy cho cùng, gia đình mới là sự nghiệp quan trọng nhất của cuộc đời con người. Năm nay, nữ tuổi Tý 1984 không màng danh lợi, hài lòng với hiện tại, hướng về sự giản dị, mộc mạc thì cuộc sống sẽ được êm đẹp, bình an. Công việc nên duy trì sự ổn định, an toàn thay vì đưa ra các quyết định liều lĩnh. Tử vi năm 2024 tuổi Bính Tý, sinh năm 1996. Tuổi Bính Tý sinh năm 1996 mệnh Thủy. Theo học thuyết ngũ hành, mệnh Thủy của tuổi Bính Tý có mối quan hệ tương khắc với mệnh Hỏa của năm Giáp Thìn, Thủy khắc Hỏa. Thiên can Bính tương sinh với can Giáp, địa chi Tý tam hợp với Thìn. Tổng quan lá số tử vi của tuổi Bính Tý trong năm 2024 có nhiều thuận lợi, cơ hội lẫn thách thức. Ở độ tuổi 29, bản mệnh gần như đã làm chủ được cuộc sống của mình, trưởng thành, chín chắn hơn trong suy nghĩ, sống trách nhiệm, nghiêm chỉnh. Năm này sẽ đánh dấu nhiều cột mốc quan trọng của người tuổi Tý 1996. Cuộc đời là chuỗi các sự lựa chọn, dám đối mặt với những thử thách, đưa ra lựa chọn và đón nhận những trải nghiệm mới. Như vậy, tuổi Bính Tý mới không tiếc nuối tuổi trẻ. Cuộc sống của nam tuổi Bính Tý trong năm Giáp Thìn sẽ được thuận lợi nếu mệnh chủ sống đúng chuẩn mực, biết nhường nhịn, chăm chỉ làm việc, nhẫn nại với mục tiêu đã đặt ra. Càng về cuối năm vận tài lộc sẽ càng thăng hoa, dồi dào. Cuộc sống của nữ mạng tuổi Bính Tý trong năm nay thiên về sự ổn định, bình an. Mệnh chủ hãy dành thời gian nhiều hơn bên người thân, trân trọng những khoảnh khắc ý nghĩa, thực hiện tốt vai trò của người phụ nữ trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc. Như vậy sẽ tạo dựng nền tảng vững chắc để con cái phát triển. Tuổi Tý thân mến, con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác. Đừng che giấu tình yêu và sự dịu dàng của mình cho đến khi bạn lìa đời. Hãy làm cuộc đời bạn tràn đầy sự ngọt ngào. Hãy nói những lời thân thương khi bạn còn nghe được và tim bạn còn rung động. Sự chân thành là điều tốt đẹp nhất bạn có thể đem trao tặng một người. Sự thật, lòng tin cậy, tình bạn và tình yêu đều tùy thuộc vào điều đó cả. Vừa rồi trên đây là tử vi chi tiết của con giáp tuổi Tý trong năm 2024. Thông qua bài viết trên, quý AC và các bạn chắc hẳn đã có cái nhìn rõ hơn về vận trình tháng mới của mình. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón những ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các nội dung tiếp theo.